Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2024, chùa Hội An Đức cùng chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho hai hoàn cảnh dưới đây. Bác Lộc do chị Ngọc Lâm hỗ trợ là 600.000 lần thứ 76, và bác Hương do chị Ân Giá Nợ Quận 1 hỗ trợ là 500.000 lần thứ 76. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn hai nhà tài trợ đã hỗ trợ cho hai hoàn cảnh này. Chúc quý chị và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, năm mới được bình an và làm ăn phát đạt. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn Hội Đức Chùa Đồng Phú. Cảm ơn em gái Ân Danh ở quận 1 và tận tình giúp đỡ cha mẹ con bà chị tháng 500. Cảm ơn chị được em cho 600. Cảm ơn chị đã tại một chi nguyên được phương. Cảm ơn chị đã hỗ trợ cho hai hoàn cảnh khăn nhân dịp năm mới giáp thìn. Chúc chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong sinh. Cảm ơn.